Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh xin trân trọng giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm mới nhất, hot nhất, máy nghiền bột khô siêu mịn inox 300. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại ở đây thì Ngọc Nga có chuẩn bị 8 cân loại ngũ cốc. Ở đây được phối trộn tổng cộng 12 loại nguyên liệu. Và với 8 cân ngũ cốc này, Ngọc Nga sẽ sử dụng với máy nghiền bột khô siêu mịn inox 300, là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với các hộ kinh doanh. Vậy thì trong thời gian bao lâu, máy nghiền bột khô siêu mịn inox 300 do công ty Bình Minh sản xuất sẽ nghiền được hết số nguyên liệu kia? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi với Ngọc Nga. Vâng, và đây là các loại hạt ngũ cốc được công ty chuẩn bị ngày hôm nay. 12 loại nguyên liệu với tỷ lệ dầu khoảng 5% đang được kỹ thuật viên phối trộn đều tay và sẽ dùng sàng 0,4 ly để nghiền thành bột siêu mịn giống như các loại bột ngũ cốc đang được bày bán trên thị trường hiện nay. Khi mua các dòng sản phẩm của công ty Bình Minh, quý vị sẽ được mua hàng chính hãng tại xưởng với giá tốt nhất trên thị trường, được hưởng chính sách bảo hành 6 tháng tại xưởng và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trọn đời. Khi quý vị cần, chúng tôi sẽ có mặt. Và ngay bây giờ, anh Khương, kỹ thuật viên của công ty sẽ bắt đầu cho máy chạy. Dòng sản phẩm máy nghiền bột khô siêu mịn inox của công ty Bình Minh đều có thể nghiền các loại hạt ngũ cốc, dược liệu, gia vị, lá chè, cỡng chè thành bột siêu mịn mà không lo bị bó máy. Vỏ máy và buồng làm việc được làm bằng chất liệu inox 201, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khung máy được thiết kế nhỏ gọn, dạng hình hộp chữ nhật với thông số kỹ thuật chiều dài 96cm, chiều rộng 59cm, cao 95cm, hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian lắp đặt. Phần toa nạp nguyên liệu to, rộng, chứa được khoảng 5-10 cân nguyên liệu. Toa nạp có kích thước chiều dài 76cm, chiều rộng 45cm, cao 10cm. Toa nạp có thiết kế bằng phẳng, chỉ dốc gần miệng toa vào. Phần cửa nạp của máy có nắp điều chỉnh để nguyên liệu chạy tự động đi vào buồng nghiền. Sau 5 phút nghiền, máy nghiền bột khô siêu mịn inox 300 đã nghiền được khoảng 4 cân hạt ngũ cốc. Máy sử dụng động cơ cùng công suất 5,5-7,5 kW, 100% lõi đồng, sử dụng nguồn điện 380V ổn định, khỏe khoắn, phù hợp với mọi hộ kinh doanh sản xuất. Phần cửa xả được thiết kế kiểu dốc ở ngay phía dưới buồng nghiền. Buồng nghiền được thiết kế riêng biệt, nằm giữa thân máy nối liền với cửa xả. Bên trong có 6 cánh quạt, giúp việc nghiền nguyên liệu đạt được độ siêu mịn tốt hơn so với dùng hệ thống búa đập. Hiện đại, tiện lợi hơn nữa, phiên bản mới này được công ty thiết kế thêm bảng điều khiển với các loại công tắc, đèn báo giúp quý vị dễ dàng sử dụng máy. Dòng sản phẩm máy nghiền của công ty có các loại mặt sàng cho quý vị lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Mặt sàng nhỏ nhất từ 0,2mm dùng để nghiền gạo, sàng 0,3-0,4mm có thể sử dụng nghiền gia vị, dược liệu hoặc các nguyên liệu bột ngũ cốc. Tùy theo nhu cầu của khách hàng có thể lựa chọn mắt sàng to, nhỏ khác nhau. Năng suất của máy có thể đạt tới hơn 100 cân trên 1 giờ tùy từng loại nguyên liệu và mắt sàng. Sau 9 phút, 8 cân nguyên liệu chỉ còn rất ít. Vâng, và sau 10 phút, nguyên liệu đã gần hết và thời gian kỹ thuật viên bấm công tắc dừng máy là 10 phút 30 giây. Như vậy, 8 cân nguyên liệu ngũ cốc được phối trộn các loại đã được nghiền nhanh chóng trong 10 phút 30 giây nhờ chiếc máy nghiền bột khô siêu mịn inox 300 phiên bản mới do công ty Bình Minh chế tạo và sản xuất. Quả thật là rất ấn tượng phải không quý vị? Với thiết kế hiện đại, tốc độ nghiền nhanh chóng và thành phẩm chất lượng của dòng máy nghiền bột khô siêu mịn inox 300 phiên bản mới này đã làm quý vị cảm thấy hài lòng chưa ạ? Vậy quý vị còn chần chờ suy nghĩ gì nữa
mà không nhanh chóng đến với công ty Bình Minh để sở hữu ngay cho mình siêu phẩm tiện ích này thôi nào. Và giá của dòng sản phẩm này, Ngọc Nga đã để ở phía dưới phần mô tả clip để quý vị có thể tham khảo. Và bây giờ, Ngọc Nga sẽ sử dụng thành phẩm này để pha công cốc đầy thơm ngon, dinh dưỡng. Vâng, và video đến đây là kết thúc. Ngọc Nga xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị. Và nếu quý vị còn có thắc mắc cần được tư vấn giải đáp về dòng sản phẩm mới này, quý vị vui lòng để lại số điện thoại ở phía dưới phần bình luận. Nhân viên tư vấn của công ty sẽ nhanh chóng liên lạc với quý vị. Và nếu quý vị thấy video hay và bổ ích, đừng tiếc một like dành tặng cho Ngọc Nga để cổ vũ tinh thần cho Ngọc Nga mang thêm nhiều video hay và bổ ích khác gửi tặng tới quý vị. Và quý vị cũng đừng quên hãy nhấn theo dõi kênh để trở thành người đầu tiên được xem các video khác của công ty Bình Minh. Ngọc Nga xin chúc quý vị có những ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.